Ngày 9 tháng 2, đồng chí Hoàng Thị Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, tới thăm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Chiến Nang và các gia đình có công với cách mạng tại địa phương. Tại đây, đồng chí chúc mừng những kết quả mà xã Chiến Nang đạt được trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018. Nhân dịp Xuân Mậu Tuất sắp đến, đồng chí chúc Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, bà con nhân dân xã Chiến Nang một năm mới nhiều thành công, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Đồng chí nhắc nhở, lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền địa phương cần tích cực quan tâm, chăm lo đời sống của nhân dân để bà con được đón Tết an toàn, no ấm, đặc biệt không để xảy ra hiện tượng đốt pháo nổ. Tập trung chỉ đạo các thôn bản sản xuất vụ xuân ngay sau Tết. Đồng chí cũng mong muốn địa phương phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu tăng trưởng chỉ tiêu kinh tế xã hội, tích cực triển khai tốt chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến thăm chúc Tết gia đình chính sách, người có công, đồng chí gửi lời chúc Tết bình an đến các gia đình và mong muốn các gia đình luôn giữ vững phẩm chất gia đình cách mạng, vươn lên trong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, động viên con cháu lao động học tập, noi gương gia đình truyền thống cách mạng, trở thành những người có ích cho chính mình, cho gia đình, cho xã hội.